Như Lao Động đã thông tin, do mâu thuẫn với vợ, tối 8 tháng 11, đối tượng Giàng Xeo Mình sinh năm 1989, trú tại Bảo Yên, Lào Cai, đã cầm dao đến nhà mẹ vợ tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai để gây sự. Sau đó đối tượng đã dùng dao chém bà Giàng Thị Xoa tử vong tại chỗ và chém em vợ là Lý Gieo Dế sinh năm 2005, bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Đến 4 giờ ngày 10 tháng 11, nạn nhân Lý Xeo Dế đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Gây án xong mình đã bỏ trốn về nhà và bị bắt ngay sau đó. Đối tượng Giàng Xeo Mình tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an tỉnh Lào Cai. Thông tin về gia cảnh gia đình nạn nhân, lãnh đạo xã Phong Niên Bảo Thắng, Lào Cai, cho biết địa phương chúng tôi chủ yếu là đồng bào dân tộc nên hoàn cảnh nhiều gia đình rất khó khăn. Trong đó gia đình bà Xoa có hai mẹ con đang sinh sống tại xã, công việc chủ yếu là nương rẫy, còn cậu con trai Dế thì đang học lớp 9 tại trường cấp 2 nội trú dưới xã nên cũng rất khó khăn. Theo lãnh đạo xã Phong Niên, do kinh tế địa phương khó khăn nên xã cũng thường xuyên quan tâm những hộ như bà Xoa để động viên, giúp đỡ kịp thời. Nói về mâu thuẫn dẫn đến truy sát vừa qua, lãnh đạo xã cho biết, chị Ly Thị Du sinh năm 1993 con gái bà Xoa và đối tượng Mình nên duyên vợ chồng từ năm 2014, nhưng chưa có con. Từ ngày cưới nhau, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cán bộ địa phương đã nhiều lần phải xuống nhắc nhở nhưng mọi chuyện vẫn tái diễn dẫn đến việc Du bỏ đi Trung Quốc từ năm 2017 không về. Nguyên nhân của vụ án thương tâm trên cũng từ đó mà ra. Gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn tại địa phương. Ảnh Lê Liên. Nhớ lại sự việc đau lòng, ông Giàng Xeo Sờ cháu họ bà Xoa cho biết, khoảng gần 22 giờ tối 8 tháng 11, khi mọi người đang ngủ, nghe tiếng cự cãi chạy sang thì thằng Mình đã chém bà Xoa gục rồi, còn Dế bị chém thì mọi người ngăn lại. Lúc này, đối tượng Mình lấy xe bỏ chạy, trên người nồng nặc mùi rượu. Ngay lúc đó, người dân đã hô hào đưa Dế đi viện cấp cứu. Ông Giàng Xeo Gờ em ruột bà Xoa, cho biết, bà Xoa là người hiền lành thật thà, chưa làm mất lòng ai bao giờ, lại tần tảo làm nương rẫy để nuôi cháu Dế đi học. Thương tâm hơn là đúng ngày thứ sáu, cháu Dế mới từ trường về chơi với mẹ thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Gia đình bà Xoa hiền lành, chả bao giờ gây thù với ai mà sao đối tượng nở ra tay sát hại dã man. Đến giờ tôi vẫn chưa tin chị Xoa và cháu Dế phải chết thảm như vậy, ông Gờ đau xót kể lại.